Chào các bạn, trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta điều khiển cái bơm cấp nước tự động của chúng ta. Thì ở đây tôi sẽ viết chương trình ở trong cái PLC LX và chúng ta sẽ xây dựng cái menu ở trong cái HMI để chúng ta điều khiển cái hệ thống bơm nước này. Thì cái hệ thống này nó hoạt động như sau, thì nó có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là chế độ tự động, thì khi chúng ta ở chế độ tự động thì cái bơm chúng ta nó sẽ tự động bơm, thì khi nó bơm đầy bồn thì cái bơm của chúng ta nó sẽ tự động ngắt. Đấy, các bạn thấy là nó tự động ngắt và cái đèn đỏ chúng ta nó sáng, và khi nước ở trong bồn cạn xuống, và khi cái nước ở trong bồn nó cạn đến cái mức thấp ở dưới này, tức là cái mức E2 này, thì được phát hiện bởi cái phao điện này, thì cái bơm của chúng ta nó sẽ hoạt động trở lại. Các bạn thấy là cái bơm của chúng ta nó hoạt động và nó sẽ bơm nước vào cái bồn của chúng ta. Và đấy là cái chế độ nó hoạt động tự động. Còn ở cái chế độ vận tay, thì ở đây các bạn thấy chúng ta có cái chế độ vận tay, thì khi ta nhấn cái nút công tắc chuyển mạch bằng tay này thì chúng ta cũng có thể điều khiển cho cái bơm của chúng ta nó hoạt động. Khi ta nhấn nút start này thì bơm của chúng ta nó bơm, và khi nhấn nút stop thì bơm của chúng ta dừng. Và khi có sự cố thì cái đèn vàng của chúng ta nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ ngừng, nó ngắt cái bơm ra. Giả sử như ở đây ta có nhấn nút start thì bơm của chúng ta nó cũng không bơm, và khi chúng ta xử lý khắc phục xong sự cố thì bơm của chúng ta nó sẽ hoạt động trở lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế cái HMI này, và chúng ta sẽ viết cái chương trình để điều khiển được cái hệ thống này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng, đó là phần chúng ta lập trình để điều khiển. Thì đây là cái file tôi đã lập trình sẵn. Bây giờ tôi sẽ xóa cái file này để tôi lập trình lại để cho các bạn theo dõi. Thì ở đây có cái các bạn sẽ vào cái variable comment này, thì các bạn sẽ comment các cái địa chỉ và các cái nội dung này vào trong cái bảng này. Thì sau đó là chúng ta sẽ ở đây, ở bên cái phần thiết kế cái giao diện của HMI, thì ở đây là các cái địa chỉ, ví dụ như ở đây là các cái địa chỉ là đây đèn đỏ thì P42, đèn xanh P43, đèn vàng, cái đèn báo lỗi của chúng ta là P40. Cái đây cái nút nhấn start là P0, nút nhấn stop là P1. Ở đây cái nút công tắc chuyển mạch của chúng ta để chọn chế độ auto và man là P2. Ở đây cái địa chỉ mà để cái báo lỗi là P5. Ở đây cái vân xã này là cái P1A, và chúng ta điều khiển cái bơm này là P44. Ở đây là cái phao này thì nó là P3, và các cái mức thấp như này là P3, và mức ở trên cao này E2 là P3 và E1 là P4. Và ở đây cái tăng này thì cái địa chỉ của chúng ta điều khiển là 201. Bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta đi vào lập trình. Thì đầu tiên tôi sẽ lập trình cho cái khấu start stop, tức là khi ta nhấn nút start, tức là nút P0 của chúng ta, thì chúng ta sẽ cho cái động cơ của chúng ta chạy theo cái chế độ bàn tay. Ở đây là P1 là nút stop, và cái P1 này là chúng ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm thường đóng. Ở đây tôi sẽ out ra cái bit trung gian của chúng ta là M0. Và đây tôi sẽ có cái tiếp điểm duy trì cho cái nút nhấn là M0. Đầu tiên là tôi sẽ, ở đây là khi ta nhấn nút start này thì cái M0 chúng ta on. Thì ở đây là tôi cho là M0. Ở đây tôi có cái P2 của chúng ta. P2 của chúng ta là cái relay, cái công tắc chuyển mạch của chúng ta đó, P2. Ở đây ta có P2 là công tắc chuyển mạch, thì cái ở chế độ
Khi ta bật công tắc này thì nó sẽ chạy ở chế độ bằng tay của chúng ta, để cho chúng ta nhấn nút on và nhấn nút off đấy. Và chế độ bảo vệ của chúng ta là ta sử dụng cái V5 và ta out ra cái ngõ ra của chúng ta là M1. Ở đây các bạn thấy cái M1 này là chúng ta chạy chế độ man, tức là chế độ bàn tay của chúng ta, đó là M1. Tiếp theo là ta viết cho cái chế độ chúng ta chạy bằng chạy tự động auto. Thì ở chế độ chạy tự động này thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái tín hiệu của cái phao của chúng ta đó. Ở đây là khi cái mức nước của chúng ta ở cái mức thấp, tức là cái P3 của chúng ta tác động, thì chúng ta sẽ cho cái bơm của chúng ta chạy, thì ta sẽ out ra cái tín hiệu để chúng ta điều khiển cái bơm của chúng ta là M2, out ra tín hiệu chạy ở chế độ auto đấy. Và ở đây là để ngắt cái chế độ bơm nước, thì chúng ta sẽ khi nó là cái mức nước của chúng ta, ở đây khi mức nước của chúng ta lên bến cái mức nước A1 này thì cái bơm của chúng ta nó sẽ ngắt. Thì ở đây là ta sử dụng là P4 là cái mức cao của chúng ta đó, là chế độ chạy auto của chúng ta. Và ở đây chế độ ngắt của chúng ta là P4 là cái mức cao của chúng ta đó. Và chúng ta có cái duy trì cho cái P3 này là cái nút cái bit M2. Và cũng tương tự ở chế độ bảo vệ thì ở đây ta có cái và ở đây cái chế độ ta chọn là ta khi ta gạt cái công tắc cái auto và man này về cái chế độ tự động, thì cái chương trình của chúng ta nó sẽ chạy ở chế độ tự động. Thì ở đây ta sử dụng là cái P2. Thì ở đây các bạn lưu ý là ở trên cái chế độ bàn tay này thì ta sử dụng tiếp điểm đường mở, thì ở dưới này là ta sử dụng cái tiếp điểm thường đóng. Và cũng tương tự là cái mạch bảo vệ của chúng ta, tức là khi có sự cố thì cái cho dù có chạy tự động hay là chạy bàn tay gì thì chúng ta cũng ngắt cái bơm nước của chúng ta ra. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ ở đây là ta có chế độ chạy tự động và chế độ bàn tay rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái ngõ ra của chúng ta. Ở đây các bạn ghi chú cho tôi, ở đây chúng ta ghi là output. Thì đầu tiên là để điều khiển bơm, thì cái bơm này nó hoạt động thì nó hoạt động ở hai chế độ tự động và bàn tay. Thì ở đây ta có là khi chế độ bàn tay là ta có là M1 và chế độ tự động là M2, tức là khi cái M1 này thả mẫn thì cái động cơ của chúng ta nó sẽ chạy ở chế độ bàn tay, và M2 thả mẫn thì nó sẽ chạy ở chế độ tự động. Thì ở đây ta sẽ out ra cái bơm nước của chúng ta. Cái bơm của chúng ta là ở đây, cái bơm của chúng ta là các bạn thấy cái bơm là nó là P44 của chúng ta, đây là cái con tắc tơ để chúng ta điều khiển bơm này là P44 đấy, P44 của chúng ta là cái bơm. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ điều khiển các cái đàn báo này, cái đàn tín hiệu này. Thì ta có qua cái đàn, đầu tiên là cái đàn start, stop, đàn run và đàn báo lỗi. Thì đây là cái đàn ta viết cho cái đàn chạy của chúng ta và đàn dừng của chúng ta trước. Thì ở đây khi cái động cơ của chúng ta chạy, tức là cái P44 này nó on. Ở đây là P44. Thì khi P44 on thì chúng ta sẽ cho cái báo hiệu là cái đàn xanh của chúng ta nó sẽ sáng lên. Thì ở đây các bạn thấy cái đàn xanh của chúng ta là đây là cái đàn xanh là P43. Ở đây là đàn xanh. Và khi cái ngược với cái trạng thái này thì cái đèn đỏ của chúng ta sẽ, tức là khi cái động cơ chúng ta không hoạt động á, thì ở đây các bạn lưu ý là các bạn sử dụng cho tôi cái nốt này, tức là nó đảo trạng thái đó, tức là khi cái tương đương với lại cái P44 này không hoạt động thì chúng ta sẽ out ra cái đèn đỏ của chúng ta. Ở đây các bạn thấy cái đèn đỏ là đây là cái P42 của chúng ta. Bây giờ tiếp tục là ta sẽ viết cho cái đàn vàng của chúng ta. Thì khi nó có lỗi thì chúng ta sẽ báo đàn và còn, và chúng ta sẽ cho nó nhấp nháy với chu kỳ là
một giây, ví dụ như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ khi mà có lỗi, tức là khi có lỗi thì cái PNAM này tác động, tức là cái lỗi của chúng ta thì nó nằm ở cái ngõ bộ PNAM này, đây là cái PNAM của chúng ta. Thì khi cái PNAM này tác động, tức là cái lỗi nó đã xảy ra, thì các bạn thấy là khi PNAM tác động thì cái trạng thái của cái động cơ này nó sẽ cái bơm nước này nó sẽ được ngắt ra. Ở đây PNAM nó sẽ ngắt cái M1 và M2 này. Thì ở đây khi nó có lỗi thì chúng ta sẽ cho nó báo đàn và còi. Thì ở đây ta sẽ sử dụng cái T-on của chúng ta để chúng ta làm cái điều kiện cho nó nháy theo chu kỳ. Ở đây là ta sẽ cho là T-on, ta sử dụng cái timer T-on và cái tên timer là T0. Ở đây các bạn nhập cho tôi là 10. Thì 10 tức là 10 nhân cho 100 tức là 1000, tức là một giây đó. Thì ta sẽ cho nó nháy chu kỳ là 1 giây. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh so sánh. Thì ở đây chúng ta sẽ cho cái đàn của chúng ta nhấp nháy. Thì cái T0 của chúng ta mà nó lớn hơn, đây là T0, nó lớn hơn 0, và cái T0 của chúng ta nó nhỏ hơn hoặc bằng 5, tức là bằng nửa cái số 10 này, tức là bằng 5 đó, thì nhỏ hơn hoặc bằng, ở đây cũng là T0, và đây các bạn nhập vào là 5, tức là một nửa của cái timer T-on này, thì nó nháy theo cái chu kỳ là 0.5 giây đấy. Thì chúng ta sẽ out ra cái ngõ ra của chúng ta là cái đàn vàng của chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy cái đàn vàng là cái P40 này, đấy, đàn vàng của chúng ta. Tiếp theo cái còi thì khi cái có lỗi xảy ra thì ta sẽ cho cái còi của chúng ta hoạt động. Thì ở đây là ta sử dụng cái T-on của chúng ta, cái tiếp điểm của cái timer T0 này, T0, để chúng ta điều khiển cái còi. Ta sẽ out ra cái ngõ ra cái còi của chúng ta. Cái còi của chúng ta ở đây là P41. Và để cho cái timer này nó lặp lại cái chu kỳ là khi nó đếm đến 10 giây thì nó quay lại nó đếm tiếp cái chu kỳ thứ hai. Thì các bạn sẽ sử dụng chính cái tiếp điểm thường đếm của cái timer T0 này để các bạn reset lại cái bộ đếm của cái timer. Đấy là cái chương trình của chúng ta đã viết xong. Bây giờ tôi sẽ chạy mô phỏng để cho các bạn quan sát. Thì đầu tiên ta sẽ vào ta chạy mô phỏng cái trong cái XG5000 này đây. Tiếp theo là các bạn sẽ vào cái XP Builder này, các bạn cũng chạy mô phỏng. Đây các bạn thấy khi cái chương trình của chúng ta hoạt động thì đầu tiên là nó sẽ chạy ở chế độ tự động. Thì ở đây chế độ tự động là cái nút này nó được các bạn muốn thay đổi thì các bạn sẽ nhấn cái nút AM này, switch này. Thì khi cái bơm của chúng ta nó bơm lên đến cái mức cao này, tức là ngay chỗ cái E1 này, thì cái bơm của chúng ta nó sẽ ngừng hoạt động. Giả sử như bây giờ ta sẽ tháo nước cái bơm ra. Đấy, thì cái nước nó đi xuống, thì khi nó xuống đến cái E2 này thì cái bơm của chúng ta nó sẽ hoạt động trở lại, các bạn quan sát. Đấy, cái bơm của ta nó chạy lại rồi. Đấy, thì khi ta khóa cái van này thì nước của chúng ta nó sẽ dâng lên và nó dâng đến cái mức cái nước là E1 này thì cái bơm của chúng ta nó sẽ ngừng. Đấy, cái bơm của ta nó tự động nó ngừng. Thì ở chế độ bằng tay thì các bạn sẽ sử dụng như sau. Các bạn bật qua cái chế độ cái công tắc này. Ở đây các bạn bật cái công tắc này. Đấy, là các bạn sẽ sử dụng cái chế độ bằng tay. Thì ở chế độ bằng tay thì các bạn nhấn nút Start này. Thì bơm của chúng ta nó cũng bơm. Và ta nhấn Stop thì bơm của chúng ta dừng. Nhấn Start thì bơm của chúng ta bơm. Stop thì dừng. Thì khi cái bơm chạy thì cái đèn xanh này nó sáng và dừng thì đèn đỏ này nó sáng. Và giả sử như khi chúng ta đang bơm mà có sự cố. Đấy,
sự cố thì cái đèn vàng này nó sẽ nhấp nháy, và cái máy bơm của chúng ta dừng thì cái đèn đỏ này nó sẽ sáng lên và cái đèn vàng của chúng ta nó sẽ nhấp nháy. Và khi chúng ta khắc phục xong sự cố, thì giả sử như ở đây là khắc phục xong sự cố thì cái hệ thống của chúng ta nó sẽ hoạt động trở lại. Đấy, ta muốn dừng thì ta nhấn nút stop, và muốn chuyển về chế độ tự động thì ta nhấn cái nút switch AM này. Đấy, thì ở cái chế độ mà tự động thì nó sẽ dựa vào cái mức thấp và mức cao này, tức là khi xuống đến mức thấp thì cái bơm của chúng ta nó sẽ hoạt động, và khi nó bơm lên đến đại bể, tức là cái mức cao, cái A1 này, thì cái bơm của chúng ta nó sẽ tự động nó ngừng hoạt động. Thì nếu các bạn thấy cái video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.